Xin chào anh em, chào mừng quý vị và các bạn đến với Hùng Xe Cỏ của Auto Daily. Hôm nay có một tin cực hot cho anh em và quý vị. Kia Cerato 2019 vừa về đại lý, dự kiến sẽ ra mắt khách hàng Việt vào cuối tháng 12. Theo Hùng Xe Cỏ được biết thì Kia Cerato 2019 đã về kho nhưng chưa được trưng bày sản phẩm này để dùng cho đào tạo sản phẩm. Mẫu xe sedan cỡ C sẽ có 3 phiên bản với lựa chọn số sàn và số tự động. Hiện giá và thông số chi tiết chưa được công bố nha. Hiện tại một số đại lý đã bắt đầu nhận cọc và rất thiện chí đối với Kia Cerato mới. Người dùng có thể nhận xe sớm ngay khi có hàng hoặc có thể rút lại cọc khi không muốn mua nữa. Dự kiến các đại lý sẽ cho khách hàng chạy thử nghiệm trong tháng này. Tại Việt Nam, Cerato nằm ở phân khúc C cùng Mazda 3, Altis, Civic, Elantra. Hai cái tên dẫn đầu là Mazda 3 và Elantra nhờ thiết kế đẹp mắt, nhiều công nghệ và giá rất phải chăng. Kia Cerato thường được định giá thấp hơn, thuộc dạng C trừ và B cộng và có bảng ngang cỡ B đấy các bạn. Bởi vì giá quá đẹp nên Kia Cerato thường được nhiều người chọn. Rồi, bây giờ sẽ ngắm Kia Cerato 2019 xem có gì anh em nhé. Như anh em đã biết thì Kia Cerato đời trước là dòng xe chạy không được sướng lắm nhưng bán rất chạy nhờ thiết kế đẹp và trang bị nhiều tiện nghi với giá cực kỳ phải chăng. Nhưng theo quan điểm của Hùng Xe Cỏ thì thiết kế của xe vẫn hơi mềm mại quá và nó hơi nữ tính. Nhưng anh em hãy nhìn xem, Kia Cerato 2019 thế hệ mới đã manly hơn rất nhiều. Và ở phần đầu xe thì Kia Cerato mạnh dạn phá vỡ kiểu tạo hình lưới tản nhiệt to bản nối liền hai cụm đèn pha truyền thống. Thay vào đó là đầu xe mới được tinh chỉnh thanh lịch kết hợp với những đường nét sắc sảo hơn nhiều. Cụm đèn pha thế hệ mới mảnh hơn, đầy cuốn hút với bóng dạng LED hiện đại. Ngay bên dưới là cản trước và hốc hút gió màu đen chiếm phần lớn diện tích, giúp cho đầu xe thêm phần thể thao và mạnh mẽ hơn nhiều. Ở phần đuôi xe Kia Cerato 2019 được trang bị đèn hậu LED với các dải đèn uốn lượn gấp khúc trông khá là đẹp mắt và ấn tượng. Không chỉ vậy, đây còn là mẫu xe đa dạng về kích thước mâm xe. Cụ thể, Kia Cerato 2019 có 3 kích thước mâm từ 15 đến 17 inch giúp chúng ta có thể lựa chọn loại phù hợp với mình. Về chiều dài cơ sở của xe không có sự thay đổi khi giữ nguyên thông số 2,7m. Còn không gian xe như thế nào thì anh em chờ video đánh giá của Auto Daily nhé. Vâng, bên trong khoang xe phải nói là đẹp và hiện đại hơn hẳn. Phần táp lô có thiết kế hiện đại đến từ màn hình cảm ứng và các thiết bị được bố trí hài hòa, không gây ra cảm giác rườm rà và rối mắt. Nhưng không biết chất liệu nhựa và da có ổn hơn đời trước không? Đời trước nhìn qua ảnh thì đẹp nhưng ngoài đời trông hơi chợ Đồng Xuân. Thì phần này thì anh em cũng chờ video đánh giá của Auto Daily nhé. Về phần vô lăng thì rõ ràng là bắt mắt hơn rồi. Vô lăng có thiết kế rất là thể thao, Kia luôn là vậy. Thể thao và luôn đầy đặn chứ không trơn tuần tuột như các mẫu xe của Toyota mà anh em vốn vẫn thường thấy. Kia Cerato được trang bị đến 3 loại động cơ bao gồm động cơ xăng 1.6 lít và 2.0 lít và một phiên bản động cơ diesel 1.6 lít. Ở phiên bản này thì chỉ có ở thị trường nước ngoài thôi, còn ở Việt Nam có lẽ chúng ta chỉ có tùy chọn là 1.6 lít và 2.0 lít mà thôi. Về hộp số sẽ có 3 tùy chọn, hộp số sàn 6 cấp, tự động 6 cấp và ly hợp kép 7 cấp. Xem ra kiểu hộp số này dần trở nên phổ thông hóa rồi anh em nhỉ. Bên cạnh đó xe còn có hai chế độ lái Comfort và Eco giúp người dùng có thể trải nghiệm được khả năng vận hành tối ưu của xe. Cerato 2019 cũng không ngoại lệ khi được Kia trang bị nhiều các cái hệ thống an toàn bao gồm 6 túi khí, cảnh báo va chạm và cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm phía sau, cảnh báo hỗ trợ đỗ xe, cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc v.v. Hệ thống thông tin giải trí được tích hợp bao gồm màn hình LCD 8 inch kết nối USB AUX cùng hệ thống loa mang đến hệ thống âm thanh tương đối ổn. Ngoài ra, Cerato 2019 còn có các trang bị khác đáng chú ý như sạc điện thoại không dây, cốp xe thế hệ mới hiện đại và có thể tự động mở trong 3 giây khi phát hiện chìa khóa thông minh trong khoảng cách cho phép. Vâng, anh em, quý vị và các bạn thấy Kia Cerato 2019 như thế nào? Đừng chần chừ gì nữa, hãy để lại comment nhé! Vâng, và giá nữa, anh em hãy để lại comment dự đoán giá của Kia Cerato 2019 thế hệ mới nhé. Và hãy like, share, subscribe video để Auto Daily và Hùng Xe Cỏ tiếp tục cập nhật những thông tin xe mới tới anh em, quý vị và các bạn nhé.